Kính thưa quý vị, đạo diễn Ridley Scott được gắn sao trên đại lộ danh vọng Hollywood, tên từ Los Angeles, California. Các diễn viên Russell Crowe, Kristen Wiig và Sam Hayek đã có mặt trong số người đến chia vui cùng với đạo diễn Ridley Scott trên đại lộ danh vọng Hollywood. Nhà đạo diễn người Anh đã nhận được một ngôi sao vinh dự. Sự nghiệp lâu dài của ông, Scott đã giành được rất nhiều đề cử, bao gồm những đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar cho công việc của ông trong phim Black Hawk Down, Gladiator và Thelma & Louise. Scott đã đạo diễn cho bộ phim dài đầu tiên của ông vào năm 1977 khi ông 40 tuổi. Bộ phim gần đây nhất của ông là The Martian đã được phát hành vào đầu năm nay. Scott nói ông rất vui mừng nhận được ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood cùng với những nghệ sĩ tài năng của kỹ nghệ tuyệt vời còn được gọi là ngành giải trí. Ông cũng dành tặng ngôi sao cho người Anh quá cố Tony Scott, cũng là một nhà làm phim. Một số những cuốn phim biểu tượng nhất của Scott gồm có Alien, Blade Runner, Thelma & Louise và Gladiator. Scott đã được phong tước hiệp sĩ từ Vương triều Anh Quốc, nhìn nhận những đóng góp của ông cho nghệ thuật.